qua sông, qua sông. Đi, mau lên, ngoan ngoãn chút đi, mau đi theo. Khốn kiếp, mấy người thích xem nhạc kịch không? Ví dụ như vở Kẻ thù của dân của ai Bisen. Dân tộc mấy người đã thối nát rồi. Tôi quan trọng lợi ích của mọi người hơn. Quân Nhật bệnh hoạn bắt hơn 30 giáo viên của trường trung học số 1 chôn sống ở ngoài cửa đông, mà mấy ngày nay vẫn lùng sục khắp nơi. Đến hết rồi sao? Quyển Quyển, đây là bánh anh chuẩn bị cho em. Vậy nên chúng ta nên làm theo lời tôi nói từ lâu rồi, đi Trùng Khánh. Quyết định đến Di Ngang không phải đã thống nhất từ lâu rồi sao? Đó là mấy người thôi. Tôi nói là đi Trùng Khánh mà. Bây giờ đó là trung tâm văn hóa của cả nước. Báo Phong Hoa in báo lại ở đó hợp nhất rồi. Ở Trùng Khánh có dễ ẩn náu không? Phê bình Đảng Quốc Dân, Đại Phong Thịnh mới có vụ thảm án trong đường hầm. Đó là một ví dụ thôi. Hà Tân, anh nghĩ sao? Tôi đồng ý với Quyển Quyển. Chuyện đã quyết định rồi, nói nhiều cũng không có lợi gì cả. Bây giờ đừng thảo luận nữa, đến Diên An lập lại tòa soạn. Dinh Thu à, báo Phong Hoa không thể thiếu anh được đâu. Quân Tàu Canada bắt họ. Dừng. Lâu rồi không gặp. Lệnh hủy nhiệm này tôi giữ lại cho anh trước. Biết tại sao để anh ra ngoài không? Đương nhiên rồi ạ.
Nếu chúng ta có thể lôi kéo anh ta thì sẽ rất có lợi trong việc thống lĩnh Sơn Tây, là cả Trung Quốc. Nhưng tuyệt đối không được để anh ta chạy. Thiếu tá, còn mệnh lệnh gì khác không ạ? Hạ Tử Hy có năng lực gì mà làm việc cho anh? Xin ông cứ yên tâm, tôi có ý đồ của tôi. Vậy thuộc hạ xin cáo từ. Mong đừng làm ta thất vọng. Không nhầm thời gian chứ? Không sai đâu. Ủy viên chính trị Trương đích thân xác nhận thời gian mà. Vậy sao còn không tới? Sớm biết thế. Ai thế? Chúng tôi đi qua thôi. Cửa thành đóng rồi. Chúng tôi nghỉ chân ở đây một chút thôi. Mở hầm của mấy người ra. Mau. Anh ta bảo chúng ta mở hành lý ra. Còn cả cô gái bán hoa kia nữa. Thật đấy, vận may tốt ghê. Mấy người làm gì thế? Khốn kiếp. Đánh người vô cớ. Mấy người là lũ không có phép tắc. Mấy người làm cái gì thế? Mau chạy đi. Khốn kiếp, mau chạy đi. La Thừa, thầy La. La Thừa. Khốn kiếp. Mấy người là ai? La Thừa. Hứa. Trưởng ban Hứa. Đồng chí La Thừa. Báo phong qua. Sạn xuất lại. Hứa với tôi đi. Đồng chí La Thừa. Thầy La. Đồng chí La Thừa. La Thừa. Đồng chí La Thừa. Trưởng ban, Phu Nhật tới rồi. Đi thôi lão đới. Danh Thu, đi mau. Đi, Danh Thu, mau đi thôi. Đi thôi, đừng động vào tôi. Anh. Điều gì mấy người? Anh. Sao mấy người lại tới muộn thế chứ? Đi, mau. Đuổi theo. Không sao chứ? Không sao. Đường gì thế này? Đúng thật là. Đi đi, mấy người phía sau đi chậm thôi nhé.
Trưởng ban, bên trong an toàn. Đi. Anh nhẹ tay thôi. Trưởng ban, vẫn làm theo kế hoạch cũ, càng nhanh càng tốt. Điều tra ra thân phận của anh ta chưa? Anh ta chắc là người của báo Phong Hoa. Thuộc hạ đã dặn tăng cường giới nghiêm trong thành. Tôi không muốn thấy có binh sĩ của Thiên Hoàng hy sinh. Dừng. Đã có người tới đón tiếp bọn họ rồi. Nói cảnh sát dự bị, kiểm tra kỹ ở các cửa ra vào. Dừng. La Thừa đâu? La Thừa đâu? Anh muốn làm gì? Để tôi đi. Anh đi đâu? Để danh thu tôi, không chung đội với đối thủ. Anh không được đi. Bỏ bàn tay dơ bẩn của anh ra. Bên ngoài toàn là người Nhật. Nhật sao? Đến rất là đúng lúc. Tôi muốn báo thù cho anh La. Anh hứng lên rồi sao? Bỏ tôi ra, để tôi đi. Tôi muốn báo thù, đừng kích động. Để cho anh ta đi. Đồng chí La Thừa, anh nhìn nhầm rồi. Mục đích của tôi và mọi người là làm lại báo, không phải đâm đầu vào chỗ chết. Có thể đừng làm trưởng tòa soạn thất vọng được không? Tiểu Hổ, có. Ra ngoài xem. Dân. Tôi tên Hứa Quang Sinh. Ủy viên chính trị trương cử bọn tôi tới. Đón mọi người đi Di Ngang. Cảm ơn. Tôi tự giới thiệu trước nhé. Tôi tên Tân Hà, người viết bản thảo cho báo Phong Hoa. Anh ấy là phóng viên Chu Nhất Hàn. Cô gái đó là... Tôi là người dịch Tiêu Nguyễn Nguyễn. Người đó là biên tập Đới Danh Thu. Bạn tốt khi còn sống của đồng chí La Thừa. Ra ngoài chuẩn bị. Dân. Sao?
Không biết trưởng ban đón được người chưa? Đi, đi. Chắc là không vấn đề gì. Nhật nhiều lắm. Vậy là đón được rồi. Có khoảng 20 tên lính, binh lực và vũ khí đều gấp đôi chúng ta. Nhưng không được thì đành dùng võ vậy. Quy tắc cũ. Đang hóng đây. Thầy Tân, nào Danh Thu, nào. Làm gì thế? Cho mọi người thay. Thay cái này làm gì? Bên ngoài bọn Nhật kiểm tra gắt quá. Một đám tham sống sợ chết. Tôi không mặc cái này. Vẫn chưa ăn gì đúng không? Nào, ăn chút đi. Tôi có. Nhìn này. Cảm ơn Nguyễn Quyển, tôi thích ăn lắm đó. Lão Triệu, sao anh không thay dép? Không cần đâu, tôi đi dép này cũng thoải mái. Nào, được rồi, qua đây. Qua đây, anh. Anh là giáo viên sao? Qua đây. Người tiếp theo. Ra tay bây giờ sao? Chỉ để lại một người sống thôi. Qua đây. Người tiếp theo. Được rồi. Được rồi, người tiếp theo. Qua đây. Được rồi. Bắt họ lại. Tránh ra. Khốn kiếp. Lùi về sau. Chạy đi. Chạy mau đi.
Bảo vệ Tân Hà. Được. Mau đi thôi. Đi mau. Đi mau đi. Đi. Quả lực của địch quá mạnh, chúng ta phải làm sao đây? Trưởng ban vẫn còn ở bên trong, cùng lắm thì chúng ta tấn công vào thành. Lão đế! Tiểu Hổ, Đại Đồng, đi. Đáng ghét. Bắt họ lại. Mau, mau. Khốn kiếp. Đi, đi. Đi. Đại Đồng. Nằm xuống. Đi. Đi. Trưởng ban, bọn địch đang tập kết ở bên ngoài, chúng ta rút về thôi. Rút. Được. Đi. Đi. Rút. Mau. Mau.
Trưởng ban, mấy người đi đi, mặc kệ tôi. Trưởng ban, bọn tiểu hổ vẫn ở bên trong. Đi. Triệu Vĩnh Chi có. Mã Đa có. Thạch Oa có. Thiết Đảng có. Trụ Tử. Đại Đổng. Tiểu Hổ. Lưu Viễn có. Toàn thể có mặt bảo vệ các đồng chí tòa soạn báo. Mau rời đi. Dân. Không phải giải thích nhiều. Lập tức giết họ đi. Tôi không đồng ý. Không chỉ chúng ta đang tìm Hà Tử Hy, người Trung Quốc cũng đang tìm họ. Điều này chứng tỏ tầm quan trọng của anh ta. Chắc chắn là quân Bát Lộ. Đúng rồi. Bát Lộ. Dù thế nào phục tùng mệnh lệnh là thiên chức của quân nhân. Nếu để họ trốn khỏi sân Tây thì mổ bụng tạ tội đi. Dân. Chậm thôi, chậm thôi. Chậm thôi. Cẩn thận chút. Không ổn rồi. Sao thế? Tôi không đi nổi nữa. Không đi nữa đâu. Tôi cũng không chịu được nữa. Nguyễn Nguyễn, cô thế nào? Không được thì nghỉ ở đây. Muốn nghỉ cũng phải tới kia nghỉ. Vĩnh Khánh, Mã Đa, đưa họ tới đằng trước. Mau. Đi, đi thôi. Đi, đi nào. Kiên trì chút đi. 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 Thank you.
đồ ăn đồ dùng đều không đem đi được. Tôi có đồ ăn này. Đây. Bẩn thế này, ăn kiểu gì? Ngon mà. Người anh em, chắc tôi phải gọi anh là đồng chí. Anh tên là gì? Triệu ấy nhỉ? Tôi tên là Triệu Vĩnh Khánh. Triệu Hữu Khánh. Triệu Vĩnh Khánh. Triệu Vĩnh Khánh. Tính anh tốt ghê. Có. Có nước không? Nước. Cảm ơn. Uyển Uyển, uống nước đi. Đây. Tay cô bẩn rồi, rửa nào. Anh làm gì thế? Đây là nước để uống. Thế thì sao? Xin lỗi. Xin lỗi. Lưu Viễn, đi lên phía trước đi, xem chỗ nghỉ chân buổi tối. Dân. Mau, di chuyển hết tốc độ. Sao lại nhóm lửa thế? Nhóm lửa để sưởi ấm. Ngài Tân có tầm nhìn xa. Một ngọn lửa nhỏ. Theo lượng thiên diễn của Ngài Nghiêm Phục, đây đúng là sự may mắn của nhân loại. Cũng không hoàn toàn là thế. Vật cạnh tranh với nhau, vậy nên cái nào mạnh được giữ lại. Ngài Lưu nước Vu nói có lý của nó. Nhưng vậy không phải đang diện cớ cho việc người Nhật xâm phạm lãnh thổ Trung Quốc chúng ta sao? Những câu này không gom lại được như thế. Chỉ cần chủ nghĩa ba dân được khắc sâu vào lòng dân chúng, sợ gì sau này không mạnh. Anh làm gì thế? Mấy người gây chuyện sao? Anh đụng phải Quyển Quyển rồi. Tôi không sao. Nổi lửa dù bọn Nhật tới đây đấy. Nhật, bác lộ quân cũng sợ Nhật sao? Anh nói gì? Tôi nói gì anh không nghe thấy sao? Anh nói lại xem. Tôi nói bác lộ quân cũng sợ Nhật sao? Thứ ngứa đòn, Lưu Viễn. Quên quen với tôi làm gì? Có bản lĩnh thì giết Nhật đi. Anh bớt nói lại đi. Để đón mấy người ra khỏi thành, chúng tôi đã hy sinh mất 3 chiến hữu. Bọn họ đều là anh em của tôi. Ra ngoài. Quyển Quyển, chúng ta còn mong cái gì chứ? Vừa lạnh vừa đói. Tối qua ngủ trong nhà quan, tối nay ngủ trên núi. Ngày mai thì sao? Còn chẳng biết mai có sống không. Sao thế? Chúng ta giờ ra khỏi thành rồi. Bọn họ nhóm lửa trong hang. Đi cùng họ quá nguy hiểm. Quyển Quyển, chúng ta đi đi. Đối xử với đám người văn học này, Quyển Quyển, phải kiên nhẫn nhé. Ra ngoài tìm một thôn,
Nghĩ chàng ngài ở nhà bà con nào đó, tình hình bên đó thế nào? Được không? Gần đây không có thôn. Tôi không đi. Lương khô của chúng ta cũng duy trì được thêm mấy ngày thôi. Lão đới, đi thôi. Giờ làm sao đây trưởng ban? Tôi đã hứa với La Thừa rồi. Thầy Tân, nói gì đi. Nghỉ ngơi trước đi. Nguyễn Nguyễn, chúng ta đi thôi. Tôi không đi đâu. Lý tưởng của tôi là tới Di Ngang. Vì lý tưởng, vì in lại báo. Chút khó khăn này có thấm gì chứ. Bốn người chúng ta không được tách nhau ra. Trưởng tòa soạn La không còn ở đây nữa. Sứ mệnh của chúng ta là sản xuất lại báo phong qua. Không được để máu của trưởng tòa soạn La rơi một cách vô ích. Thầy Tân Hà, xuất phát thôi. Được. Đi mau. Cẩn thận chút. Đi lên trên. Đi theo. Ngài Tân, này, La Thừa nói anh ấy thích ăn bánh bắp nhất. Thạch Oa, uống đi. Trưởng ban, tôi đi xung quanh xem có nước không. Được.
Trưởng ban, trưởng ban, nào nào nào, ở đây. Đưa tôi. Vĩnh Khánh, vũ khí. Hai cây súng này lấy ở đâu ra đấy? Gặp phải hai tên Nhật bị tôi giết rồi. Được đấy. Bị thương rồi sao? Không sao, mau. Đưa tôi. Trưởng ban, không sao, vết thương nhỏ thôi. Chuẩn bị rời đi. Dừng. Đội trưởng, người giác của chúng ta bị bắn chết rồi. Không hổ công tôi đuổi theo ngày đêm, cuối cùng cũng tìm đúng hướng rồi. Đội trưởng, lần này chúng ta nhất định phải tiêu diệt hết bọn chúng. Trận chiến cổng thành khiến họ chạy trốn. Thiếu tá rất giận. Người ngu xuẩn chỉ biết giận mà thôi. Mau, đi theo, mau lên. Lục soát cho kỹ. Yên tĩnh. Tân Hà, lâu rồi không gặp. Tôi là Naoto Tanigawa. Anh còn nhớ tôi không? Rất lâu về trước, tôi từng xem rất nhiều người diễn Kẻ thù của nhân dân của Ai Bisen. Stockman anh diễn rất hay. Tân Hà, tôi phải gọi tên thật của anh thế nào? Hà Tử Hy. Năm đó khi ta đi học ở Tokyo, sống ở đó rất nhiều năm. Bọn Nhật lẩm bẩm cái gì thế? Năm đó Hà quân học ở Nhật, vì hiểu nước ta luôn coi trọng nhân tài, nên lần này đặc biệt mang thư ủy nhiệm tới. Mong tài năng của anh có thể cống hiến cho Đông Á. Muốn mời anh làm bộ trưởng bộ tuyên truyền. Mong anh cống hiến cho sự vinh quang của cả Đông Á. Hà Tử Hy, nhà văn Trung Quốc nổi danh khắp giới văn học Nhật. Năm ngoái từ chối làm bộ trưởng bộ tuyên truyền của đội tinh nhuệ Nhậm Ung, từ đó không rõ tung tích. Mấy người bị bao dây rồi.
Naoto, anh không phải muốn bắt tôi sao? Tôi ra ngoài được sao? Nhưng có một điều kiện, tôi xin anh bỏ qua cho những người khác, được không? Chỉ cần anh đồng ý với yêu cầu của tôi sẽ thả họ. Bọn Nhật kia, mày nằm mơ đi. Ra tay. Đừng động đậy. Naoto, tôi nói cho anh biết, anh có thế lực nhưng không có công lý, thì kết gì chứ? Tôi biết người Nhật luôn muốn bắt tôi. Tôi xin lỗi trưởng tòa Soạn La. Có lỗi với các chiến sĩ Bát Lộ đã mất. Cầm đi. Nhiệm vụ lập lại tòa soạn báo phong qua giao cho mấy người đấy. Người Nhật đang tìm tôi. Tôi ra ngoài. Thầy Tân, anh đừng kéo tôi. Thầy Tân, để tôi ra ngoài. Người họ tìm là tôi. Chỉ cần tôi đi rồi thì mọi người mới được thả. Người họ tìm là tôi. Không được, để tôi đi. Dù anh có ra ngoài, mọi người cũng đều phải chết. Trưởng ban, để tôi đi. Thay ngài Tân Hà. Không được, người chết đủ nhiều rồi, không được để thêm ai chết nữa. Ý này hay đấy, nhưng người đi nên là tôi. Trưởng ban, anh không được ra ngoài. Mọi người cần anh. Vì tôi là trưởng ban nên tôi mới phải đi. Người bọn Nhật tìm là tôi nên để tôi đi. Đây là mệnh lệnh, trưởng ban. Chân tôi bị thương, cho dù có để tôi lại thì cũng sẽ liên lụy mọi người thôi. Để tôi đi dụ hướng đạn của bọn địch. Không được. Trưởng ban, mấy người đi đi. Lên. Lưu Viễn, yểm hộ rời đi. Dừng. Đuổi theo.
Uyển Nguyễn, Uyển Nguyễn, đừng khóc nữa. Tôi giúp anh. Không cần, tự anh có làm được đâu. Đau không? Bạn đã nguy hiểm như thế, thiếu chút nữa thì mất mạng. Mấy người bảo vệ kiểu gì thế? Nhất Hàng, ăn nói kiểu gì thế? Mấy người là người làm đến đấy, cả ngày chỉ biết trốn với rút, một đám vô dụng. Anh có ý gì chứ? Được, muốn đi Diên An, mấy người đi đi, tôi không đi nữa. Lưu Viễn, anh biết mình làm gì không? Tôi không biết anh dùng cách nào. Đưa anh ấy về đây cho tôi. Tôi không đi. Đừng quên nhiệm vụ của chúng ta là gì. Đi đi. Anh đến làm gì? Đúng thật là, nếu không vì mấy người, bọn tôi có bị nguy hiểm như thế không? Tôi không hiểu. Báo Phong Hoa thôi mà phục hưng được Trung Quốc chắc? Tôi không đảm nhận được trách nhiệm đó. Tôi đi xa như vậy, chịu nhiều cực khổ như vậy, tôi muốn gì chứ? Đi đâu không tốt mà lại phải đi Diên An. Xin lỗi. Uống chút nước đi. Cảm ơn. Không sao, đi thôi.
đây là đồ bạn gái anh tặng sao? Không phải. Anh lừa tôi. Tôi lừa anh làm gì chứ? Đây là mẹ tôi làm cho tôi. Mắt mẹ tôi không tốt. Tôi đang nghĩ bao giờ về thăm bà ấy. Được chưa? Mấy ngày rồi vẫn chưa thấy tung tích. Lẽ nào họ biết bay sao? Bản đồ đâu rồi? Đây ạ. Đội trưởng, chúng ta ra ngoài thành nhiều ngày. Trang bị của mọi người đã mất nhiều, hay là về thành đi? Không có tung tích, chứng tỏ đi sai hướng rồi. Đội trưởng, có xin thiếu tá viện trợ thêm không? Tập hợp bộ đội đi về phía bắc trong đêm. Ngài Tân Hà, thầy Tân, ngài Tân Hà, ngài Tân Hà. Nóng quá, chắc là sốt rồi. Nước, nước, tôi có. Nước. Sao rồi? Không sao. Đi, tôi cõng anh đi. Không cần, tự tôi đi. Không cần. Ngài Tân sao rồi? Tình hình của thầy Tân bây giờ chắc là viêm phổi cấp tính. Phải cần ngay penicillin. Penicillin. Hơn nữa nếu không kịp thời chữa trị, có thể mất mạng bất cứ khi nào. Tôi sẽ tìm cách lấy một vài loại thảo dược, xem có giúp anh ấy thuyên giảm bệnh không. Lưu Viễn, Vĩnh Khánh, Vĩnh Khánh, lối qua Hoàng Hà gần đây nhất là chỗ nào? Ở thôn Lâm Hà. Nhưng trên đường qua có căn cứ của quân Nhật. Lúc trước chúng ta đi về phía Tây Nam là để tránh đường phong tỏa bên sông của Nhật. Nhưng giờ sức khỏe của thầy Tân Hà không tốt, chúng ta bắt buộc phải đổi đường đi, qua Hoàng Hà với tốc độ nhanh nhất. Vĩnh Khánh, sau này anh sẽ dẫn đội đổi đường đi về phía thôn Lâm Hà. Dân. Lưu Viễn, anh phải đảm bảo an toàn của họ. Tôi sẽ quay về hội tụ với mọi người với tốc độ nhanh nhất. Nhờ mấy người đấy. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Nước. Nước, nước. Nào, đỡ anh ấy xuống. Vĩnh Khánh, nước.
Để tôi. Gọi họ tới hết đi. Tôi có chuyện muốn nói. Năm đó tôi tràn trề nhiệt huyết qua Nhật Bản du học, tìm đường cứu nước. Sau khi về nước, tôi cố gắng tuyên truyền văn hóa tình thân của Nhật. Châm, châm biếm đúng không? Quốc gia tôi đã coi là người thầy đó mà lại giả mang như thế. Sau này tôi đã đốt hết tất cả sách tôi xuất bản ở Nhật. Trong cuốn này ghi chép lại những chuyện đã xảy ra. Trên đường đi, những người đã hy sinh hứa với tôi, nếu tôi không đến nỗi Di Ngang, mấy người nhất định phải hoàn thành di nguyện của La Thừa. Đội trưởng, đi đường núi ban đêm rất nguy hiểm. Lắm rồi, mau đi thôi. Trưởng ban. Trưởng ban. Tỉnh rồi sao?
Sao khác mấy bài về tình yêu thế? Tôi cho rằng về bộ đội còn vui hơn cả lấy vợ. Anh nói xem. Anh nếm thử xem, nước ở quê tôi ngon lắm, vừa mát vừa ngọt. Đúng là người có học vấn. Anh viết gì thế? Tôi không biết chữ nào luôn. Xem kìa, tôi đang viết nhật ký. Người gặp phải, chuyện gặp phải, trôi qua trong tích tắc. Thế nhưng tôi mà viết nó vào đây, như vậy thì sẽ ghi chép lại được cả đời. Lẽ nào sông núi tươi đẹp này phải rơi vào tay bọn Nhật rồi sao? Có bao nhiêu người thiện, người có chí, có nhiệt huyết bảo vệ giang sơn. Trưởng ban, tôi đi xung quanh xem. Tôi tìm chút đồ ăn. Đừng giết tôi. Đồng Hương, Đồng Hương, đừng sợ, tôi là bác Lộ Quân. Anh là bác Lộ sao? Nào, tới đây. Nhị cẩu, nhị cẩu, mau đi lấy đồ ăn cho bác Lộ Quân. Bây giờ trong thôn có bao nhiêu hộ người? Mấy tháng này bọn Nhật thỉnh thoảng lại tới đốt, giết, cướp, bất tính chạy gần hết rồi. Những người còn lại không nhiều. Nào, trưởng ban Hứa, ăn đi, ăn chút đi. Tôi không đói. Ăn đi. Nào, anh ăn đi. Cảm ơn chú, tôi không đói. Nào, mấy người ăn đi, chắc là đói lắm rồi. Ăn, ăn đi. Nào. Nào. Trưởng ban Hứa,
Nào, ăn chút đi. Tôi không đói thật. Nào, trưởng bàn hứa ăn đi. Tôi không đói thật. Nào, ăn đi. Tôi không đói thật. Trưởng bàn hứa. Ăn một miếng đi. Chú, giờ trong thôn còn người lái thuyền không? Sao? Mấy người muốn qua sông sao? Đúng. Lần này bọn tôi tới để chấp hành nhiệm vụ, phải đưa các vị này tới Diên An. Tối qua Hoàng Hà bị bọn Nhật chiếm rồi, còn xe cả tháp pháo ở đó nữa. Hay là tôi đưa mọi người qua trong đêm? Không được. Ban đêm ở Hoàng Hà gió lớn, sóng xiết, như vậy quá nguy hiểm. Gần sáng rồi hẳn đi. Trưởng ban, tôi đi thay người canh. Anh nghỉ đi, để tôi đi thì hơn. Trưởng ban, anh mệt mấy ngày rồi, anh mau nghỉ đi. Để tôi đi cho. Bản đồ. Bọn họ đi về phía Hoàng Hà rồi. Chắc chắn là thôn Lâm Hà. Bọn họ muốn đi qua Hoàng Hà từ đó. Đi, đội trưởng. Ban đêm người Trung Quốc không qua sông đâu. Hay là mai xuất phát từ sớm. Đi, đội trưởng. Mấy ngày nay mọi người đều rất là mệt mỏi. Anh nói gì cơ? Đứng lên. Thứ vô dụng. Xuất phát. Đi theo mau. Những người tới từ Diên An đều vậy sao? Kiên cường, dũng cảm, có tín ngưỡng, không sợ gì. Cô nhớ nhà rồi sao? Tôi cứ tưởng mình là một người rất kiên cường, độc lập. Trên đường đi đến đây, tôi mới biết mình không làm được gì cả. Nếu không có mọi người, tôi thật sự không biết sẽ như thế nào. Nhưng cũng may, sắp tới Diên An rồi. Mọi thứ đều sẽ có sự bắt đầu mới. Đúng. Nó không chừng tới Diên An rồi, mọi chuyện sẽ tốt lên thôi. Tôi ra ngoài cửa thôn xem.
đến Diên An rồi, cho tôi một miếng mới. Sao thế? Nhật tới rồi. Có bao nhiêu người? Một tiểu đội. Cách đây khoảng 10 dặm. 10 dặm? Anh chạy xa thế làm gì? 3 năm rồi tôi không về nhà. Tôi nhớ mẹ tôi. Có phải Nhật tới rồi không? Đúng. Hay chúng ta qua sông Nai bây giờ? Cũng chỉ có thể làm thế thôi. Kiểm tra vũ khí, mang theo trang bị chiến đấu. Dân, dân. Đi, đi. Mau lên. 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 Ẩn náu. Mau, mau. Mau chạy đi. Nguyễn Nguyễn. Có. Ngài Tân Hà, lần này chúng ta nghiêm túc nói vài câu đi. Bọn họ không giết tôi đâu. Để tôi đi.
Đội trưởng, không sao. Tôi biết phải làm như thế nào. Lâu rồi không gặp. Ngài Tân Hà, anh khỏe không? Tôi nhớ có một lần trưởng tòa soạn mời tôi uống trà. Có một người trẻ tuổi xông thẳng vào một cách quên quen, cầm sắp tôi giết, bảo tôi ký tên cho anh ta. Nhưng bị trưởng tòa soạn mắng cho. Người này chắc là anh đúng chứ? Đúng, chính là tôi. Ngài Tân Hà, bây giờ tôi có chuyện phải nói với anh. Lập trường của chúng ta giống nhau đấy. Nếu mấy người không qua sông thì bao giờ chúng ta cũng là bạn. Nhưng nếu mấy người qua sông, chúng tôi chắc chắn sẽ giết anh. Tôi nói cho anh biết, gió mà lớn nữa thì cây sẽ cong, nhưng nó không đổ. Bắt đầu tấn công. Đội trưởng, bắn tên đó. Vĩnh Khánh, 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 mau qua sông đi. Mau, mau qua sông thôi, mau. Mau, mau lên, mau đi đi. Thầy Tân, thầy Tân, thầy Tân, thầy Tân, thầy Tân, thầy Tân, máy ảnh, đi thôi. Đi, máy ảnh. Đi, máy ảnh. Đi, máy ảnh. Đi thôi. Đi, mau. Máy ảnh. Đưa tôi. Máy ảnh. Tay cho tôi, đảo đới, mau lên đi. Nhất Hàng, Nhất Hàng, tôi không sao. Cha, cha, mau, mau lên đi.
Lưu Viễn, Lưu Viễn. Lưu Viễn. Lưu Viễn. Lưu Viễn. Đồng chí Lưu Viễn. Lưu Viễn. Sau khi cách mạng thắng lợi, có dự định gì không? Tôi chỉ muốn về nhà với mẹ tôi thôi. Từ nhỏ tôi chưa chụp ảnh bao giờ. Sau khi tới Diên An, tôi muốn xem ngài Tân Hà chụp ảnh. Mã Đa nói anh ấy muốn làm thợ mộc. Đại Động muốn về tận hiếu với cha. Trụ Tử, anh ấy nói anh ấy thích ăn thịt kho nhất. Đại Dũng nói tôi mong Trung Quốc sau này không còn phân biệt giàu nghèo, có thể bảo vệ được vợ con mình, sống an ổn cả đời. Ngài Tân Hà, vậy nguyện vọng của ngài thì sao? Thạch Oa, xông lên!